Giữa tin đồn chuyển nhượng, Đặng Văn Lâm bất ngờ được đăng ký thi đấu. Từ khi chuyển đến câu lạc bộ Seijo Osaka, thủ môn Đặng Văn Lâm không có nhiều cơ hội để bắt chính, ngoài việc dính chấn thương vai và mới chỉ hồi phục, thủ thành Việt Kiều chỉ là sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ khi mà người gác đền số 1 Kim Jin Hyun có phong độ quá ổn định. Vì thế đã có nhiều tin đồn về việc Đặng Văn Lâm sẽ được đem đi cho mượn ở một câu lạc bộ ở giải hạng 2 Nhật Bản. Theo đó, thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã tiến rất gần đến việc gia nhập câu lạc bộ Omiya Adicha. Tuy nhiên, thương vụ này lại đổ bể vào phút chót khi câu lạc bộ này chiêu mộ được thủ môn khác. Tuy nhiên mới đây, trang chủ của câu lạc bộ Seijo Osaka đã đăng tải danh sách thi đấu cho trận gặp câu lạc bộ Kashima Antlers trong khuôn khổ vòng bảng J-League Cup 2022. Đặng Văn Lâm bất ngờ góp mặt trong danh sách này nhưng chỉ là thủ môn dự bị cho người đồng đội Keisuke Shimizu. Việc không được bắt chính trong khoảng thời gian dài có thể ảnh hưởng tới phong độ của Đặng Văn Lâm. Vì thế việc ra đi để có cơ hội bắt chính có thể là lựa chọn tốt cho thủ môn này. Ở Seijo Osaka, Văn Lâm mới chỉ có 2 lần bắt chính. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.